ca khúc mà em muốn hát thôi. Thế nhưng mà ngày hôm nay có một người bạn cũ đã từng hát ca khúc này rất là hay. Và vì một số trục trặc cho nên là hai người không liên lạc với nhau một thời gian rất là dài. Thì ngày hôm nay người bạn này có liên lạc với em mà nói là anh muốn chúc cho em ngày hôm nay hát thật là tốt và anh muốn đến dự show ngày hôm nay có được không? Thì em không biết là người bạn này hôm nay có đến và có ngồi ở dưới không, bởi vì là đèn chiếu vào mặt rất là chói, em không biết là bạn em đang ngồi ở đâu. Thế nhưng mà em nghĩ là thời gian trôi qua thì con người ta sẽ lớn lên rất là nhiều và những cái chuyện nên bỏ lại phía sau thì nên bỏ nó đi. Và em cũng có hứa là em sẽ cố gắng hát thật là hay. Thì ca khúc này ngoài để dành tặng cho các bạn khán giả thì cũng muốn được dành tặng cho người bạn cũ của mình. Và rất là hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì quan hệ sẽ được lặp lại và chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Ca khúc của nhạc sĩ Tiên Cookie được mang tên Nơi Nào Có Anh. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Đã